Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh tin tức Bitcoin 247. Với những bạn chưa có tài khoản để mua bán và giao dịch Bitcoin, các bạn có thể mở tài khoản trên sàn Binance theo đường link mình để ở phần mô tả để được giảm 10% phí giao dịch trọn đời. Và thông tin ngày hôm nay, Grayscale đã thêm BitTensor, TAO và Sui vào các sản phẩm đầu tư tiền điện tử của mình, đánh dấu sự mở rộng danh mục đầu tư sang trí tuệ nhân tạo AI phi tập trung và tăng cường tiếp xúc với các nền tảng hợp đồng thông minh. Bình luận về các sản phẩm mới, Rehan Sharif Askari, trưởng phòng sản phẩm và nghiên cứu của công ty cho biết: "Chúng tôi rất vui mừng khi thêm BitTensor và Sui vào bộ sản phẩm của mình và tin rằng BitTensor là trung tâm của sự phát triển AI phi tập trung, trong khi Sui đang định nghĩa lại blockchain hợp đồng thông minh. Các sản phẩm này tương tự như các sản phẩm của quỹ đầu tư tài sản đơn lẻ. Việc bổ sung Sui và TAO nâng danh mục quỹ đầu tư tài sản đơn lẻ của Grayscale lên 16. Nhóm Sui hoan nghênh động thái của Grayscale khi thêm token vào bộ sản phẩm của mình. Blockchain hợp đồng thông minh mới đã thu hút được sự chú ý đáng kể gần đây. Vào tháng 7, Sui có số lượng giao dịch cao thứ hai sau Solana, đạt 242 triệu. Tuy nhiên, bất chấp sự tăng trưởng ấn tượng của mạng lưới, giống như hầu hết các altcoin khác, giá Sui vẫn đang có xu hướng giảm trên biểu đồ. Giá Sui đạt đỉnh vào ngày 27 tháng 3, sau đó giảm gần 80% trước khi phục hồi lên mức giá hiện tại. Chỉ số sức mạnh tương đối RSI của Sui trên biểu đồ ngày đang tiến gần hơn đến đường trung lập. Điều này có thể chỉ ra khả năng bị từ chối và người mua kiệt sức. Bên cạnh đó, Sui đã chạm đến mức kháng cự quan trọng và vẫn phải đối mặt với một rào cản khác trên cao, phạm vi giữa của kênh. Đợt tăng giá của Sui có thể kết thúc nhanh chóng nếu đà phục hồi của Bitcoin chững lại. Sui là dự án blockchain được phát triển dựa trên ngôn ngữ lập trình Move, thứ được tạo ra bởi đội ngũ DM, stablecoin đã bị Facebook hủy bỏ. Sui được tạo nên với mục đích giải quyết vấn đề mở rộng đa chiều của các blockchain truyền thống, giúp tối ưu hóa việc sử dụng tài nguyên và mở rộng thông lượng hoạt động. Sui thường được so sánh với Aptos, dự án blockchain từng làm mưa làm gió trên thị trường nhờ vào đợt airdrop khủng cho cộng đồng và cũng sử dụng ngôn ngữ lập trình Move. Ngoài ra, giữa tâm điểm của đợt đào chèn năm 2022, Sui cũng đã gọi được hơn 336 triệu đô la tiền đầu tư từ các quỹ lớn. Đối với TAO, token AI này có lẽ đã chứng kiến mức tăng phục hồi lớn nhất sau đợt giảm mạnh của thị trường gần đây. TAO đã tăng hơn 60%, vượt qua nhiều mức kháng cự quan trọng để duy trì ở mức giá hiện tại. Một động thái thuyết phục vừa qua ngưỡng Fibonacci 50% có thể đưa giá token lên mức 320 đô hoặc 350 đô la với mức tăng tiềm năng 35%. Một nhà quan sát thị trường tuyên bố rằng TAO có thể tăng gấp 10 lần và đạt 1,5 nghìn đô vào cuối năm. Nhiều nhà đầu tư lớn đang đặt cược vào viên ngọc này. Nếu có một đợt tăng giá thực sự, TAO có khả năng đạt tới 1,5 nghìn đô vào cuối năm, giả sử Bitcoin tăng vọt lên 100 nghìn đô. Ngoài Grayscale BitTensor Trust tài sản đơn lẻ, công ty còn một quỹ AI phi tập trung có chứa TAO. TAO chỉ chiếm 3,6% trọng số của quỹ, trong khi Filecoin, Near và Render chiếm ưu thế. Với AI là chủ đề nóng trong chu kỳ này, động thái của Grayscale có thể mang lại lợi ích cho TAO nhiều hơn Sui trên biểu đồ giá. Bên cạnh đó, giao thức Misticity mới của Sui giảm độ trễ đồng thuận xuống còn 390 mili-giây, đưa công nghệ và nền tảng phát triển hàng đầu trong ngành lên tầng cao mới. Sui là blockchain layer 1 tiên phong, được biết đến với hiệu suất hàng đầu trong ngành và khả năng mở rộng ngang vô hạn. Dự án đã công bố triển khai thành công Misticity trên Sui Mainnet sau khi chạy thành công trên Testnet. Giao thức sáng tạo này cắt giảm độ trễ đồng thuận xuống mức đáng kinh ngạc là 390 mili-giây, đưa Sui trở thành lớp đồng thuận nhanh nhất trong ngành. Misticity đạt được tốc độ giao dịch chưa từng có, mở rộng hiệu suất độ trễ thấp ấn tượng của Sui trên tất cả các loại giao dịch trên mạng. Kiến trúc hướng đối tượng của Sui cho phép mạng xử lý các giao dịch khác nhau dựa trên các đặc điểm của giao dịch và các đối tượng liên quan. Các giao dịch trên Sui chỉ liên quan đến các đối tượng sở hữu, chẳng hạn như chuyển giao ngang hàng, bỏ qua nhu cầu đồng thuận, theo sau một quá trình thực thi đường dẫn nhanh hoàn tất trong thời gian ngắn hơn. Bây giờ với Misticity, các giao dịch liên quan đến các đối tượng được chia sẻ, chẳng hạn như các đối tượng trong thị trường hoặc tài sản trò chơi hợp tác, được xử lý bằng phiên bản đồng thuận BFT được tối ưu hóa, dẫn đến độ trễ thấp hơn, gần giống với độ trễ của các giao dịch đối tượng sở hữu. Misticity giảm thiểu giao tiếp giữa các trình xác thực chéo, tận dụng tối đa băng thông mạng để duy trì thông lượng cao. Và đó là nội dung của video ngày hôm nay. Hy vọng các bạn sẽ thích thông tin mình mang lại. Đừng quên bấm like và subscribe để ủng hộ mình ra những video kế tiếp. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.